Chào các bạn, hôm nay shop ngụy trang xin giới thiệu cho các bạn một cái mẫu lều ngụy trang của bên mình. Cái mẫu lều này thì cao 1m85, đáy là hình vuông có cạnh 1,2m. Ở phía sau nó sẽ có một cái cửa sổ như thế này. Ok, có thể mở ra đóng lại. Còn phía trước thì ở phía trong lều thì nó có một cái túi để đựng các đồ vật và một cái dây để treo. Phía trong lều cũng có thể mở cái cửa sổ này ra nhé. Cái khóa này là cái khóa hai chiều. Còn phía trước thì mình có thể tháo cái cửa để đóng mở ra đóng vào như thế này. Ok, còn phía phần chân lều thì nó sẽ có một cái dây móc như thế này. Cái sản phẩm này được tặng kèm 4 cái đinh nhá để mình đóng đinh. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn gấp lại. Nó chỉ rộng có đường kính của nó là 60 cm, rất là nhỏ. Đây, các bạn sẽ gấp như thế này.